Chào các em, chúng ta học môn lý thuyết mạch điện tử. Hôm nay chúng ta học chương 8, đáp ứng tự nhiên và đáp ứng bậc thang của mạch RLC. Trong chương này, chúng ta xem xét đáp ứng tự nhiên và bậc thang trong các mạch RLC mắc song song và nối tiếp nhau. Đáp ứng tự nhiên là kết quả của việc xả năng lượng tích lũy trong cuộn dây lẫn cuộn cảm. Lưu ý là điện áp ban đầu trên tụ điện nó sẽ đại diện cho năng lượng tích tụ trên tụ. Còn dòng điện ban đầu trên cuộn cảm thì đại diện cho năng lượng tích tụ trên cái cuộn dây. Đối với mạch song song thì ta tìm điện áp của các thành phần. Đối với mạch nối tiếp, ta đi tìm dòng điện của các thành phần. Đáp ứng bậc thang được biểu diễn ở dạng điện áp hay dòng điện là đáp ứng của mạch với cái sự thay đổi của nguồn ngoài. Với mạch song song thì chúng ta xem xét điện áp, với mạch nối tiếp chúng ta xem xét dòng điện. Đó là lưu ý trong những cái nội dung chúng ta sẽ đi ở phần sau. Xét mạch điện gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện mắc song song nhau. Điện áp trên ba thành phần này là bằng nhau. Nhưng các dòng điện của các thành phần là khác nhau. Áp dụng KCL, ta có tổng các dòng IC cộng IL cộng IR bằng 0 do ngõ ra của chúng ta đang hở mạch. Như vậy ta viết lại IR là bằng V chia R, IL là bằng 1 trên L tích phân từ 0 đến T V d tô cộng I0 và IC thì bằng CdV trên DT bằng 0. Từ phương trình này chúng ta đi đạo hàm hai vế theo thời gian. Đạo hàm hai vế theo thời gian thì ta mất cái thành phần I0 này. Và ta viết lại, ta được một phương trình sai phân bậc 2, D bình phương V trên DT bình phương. Đó. C chúng ta đem xuống. Như vậy là bằng 1 trên RC DV chia DT cộng cho V chia NLC bằng 0. Thì đây là phương trình sai phân bậc 2. Để giải phương trình sai phân bậc 2 này, chúng ta thực hiện các bước như sau. Giả sử nghiệm có dạng V bằng A nhân E mũ ST. Ta thay vào biểu thức trên thì ta được là AS bình phương EST, tức là ta tính DV, D bình phương V trên DT cộng cho AS chia RCE mũ ST cộng A nhân E mũ ST chia NLC bằng 0. Ta mới lấy A nhân E mũ ST làm thừa số thì ta được A E mũ ST nhân cho S bình cộng S chia RC cộng 1 trên RC bằng 0. Bởi vì A nhân E mũ ST là một số khác không, khi A khác không. Như vậy ta được S bình cộng cho S trên RC cộng 1 trên RC bằng 0. Và đây là cái phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 thì chúng ta có thể giải cái phương trình bậc 2 một cách bình thường. Như vậy là từ cái phương trình bậc 2 S bình bằng S chia RC cộng 1 trên RC bằng 0 thì chúng ta được hai nghiệm, nghiệm S1 bằng trừ 1 trên 2RC cộng cho căn bậc 2 của 1 trên 2RC tất cả bình trừ 1 trên RC. Nghiệm S2 là bằng 1 trên 2RC trừ cho căn bậc 2 của 1 trên 2RC tất cả bình trừ 1 trên RC. Như vậy nghiệm của cái phương trình RLC song song là V bằng A1
nhân ES1T và V bằng A2 nhân cho E mũ S2T. Nếu chúng ta đặt V là bằng V1 cộng V2, tức là bằng A1 nhân cho E mũ S1T cộng A2 nhân E mũ S2T, và chúng ta đạo hàm V theo thời gian, thì ta được A1 S1 E mũ S1T cộng A2 S2 E mũ S1T. Sau đó chúng ta đạo hàm bậc 2 của V theo thời gian, ta được A1 S21 S1 bình phương E mũ S1T cộng A2 S2 bình phương E mũ S2T. Và ta thay vào cái phương trình sai phân bậc 2 RLC song song thì ta cũng được là ta được A1 E S1T mở ngoặc S1 bình phương cộng 1 trên RC S1 cộng 1 trên LC cộng cho A2 S2 T cộng S2 bình phương cộng 1 trên RC S2 cộng 1 trên RC bằng 0. Thì cái S1 và S2 á, mình giải ra thì nó thỏa mãn cái điều kiện là cái tích này, cái tổng này là bằng 0 rồi. Cho nên á, là cái phương trình của mình á, là nó cũng bằng 0 luôn. Như vậy nếu V1 là một nghiệm, V2 là một nghiệm, thì ta có V là bằng V1, V2 cũng là cái nghiệm của cái phương trình sai phân đó. Như vậy, chúng ta có S bình cộng cho S trên RC cộng 1 trên RC bằng 0. Thì cái phương trình này chính là cái phương trình đặc tính của cái mạch RLC song song. Và phương trình này có hai nghiệm đặc trưng. Nghiệm thứ nhất là S1 là bằng trừ alpha cộng cho căn bậc 2 của alpha bình trừ omega bình. Và S2 là bằng trừ alpha trừ cho căn bậc 2 của alpha bình trừ omega bình. S1, S2 này gọi là các cái tần số phức. Alpha và omega được gọi là tần số Nepe và tần số cộng hưởng. Alpha là bằng 1 trên 2 RC, còn omega là bằng 1 trên căn LC. Đơn vị của alpha tức là tần số Nepe và omega 0 là tần số cộng hưởng đều có đơn vị là radian trên giây. Như vậy nếu hai nghiệm thỏa mãn thì kết quả chúng ta được viết lại là V bằng A1 E S1T cộng A2 E mũ S2T. Dựa vào giá trị của S1 và S2, ta thấy là cái giá trị này thì nó phụ thuộc vào cái căn, cái giá trị ở trong căn. Và cái giá trị ở trong căn này thì phụ thuộc vào alpha và omega 0. Do đó chúng ta sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là omega bình phương mà nhỏ hơn alpha bình phương, có nghĩa là cái giá trị ở trong cái dấu căn là một số dương. Thì như vậy mình sẽ có hai nghiệm thực và khác nhau. Bởi vì một cái cộng một cái trừ, và cộng trừ cộng căn và bên đây trừ căn. Thì trường hợp này ta gọi là trường hợp quá độ. Trường hợp thứ hai là omega bình phương thì lớn hơn alpha bình phương. Như vậy cái giá trị ở trong căn của mình là một số âm. Và lúc này á, nghiệm của mình sẽ là nghiệm phức, bởi vì là căn của một số âm thì nó sẽ ra số phức. Và hai cái nghiệm phức này là liên hợp nhau. Bên này là cộng J, bên này là trừ J. Như vậy là đó là hai cái nghiệm phức liên hợp nhau, ta gọi là mạch tắc dần. Và trong trường hợp là alpha bình phương bằng omega bình phương, thì như vậy á, là S1 và S2 của mình á, tức là cái căn của mình bằng 0, cho nên S1 và S2 của mình đều bằng trừ alpha. Như vậy ta có hai nghiệm thực bằng nhau. Thì trường hợp này mình gọi là tắc dần tới hạn. Thì cả ba cái trường hợp trên thì nó ảnh hưởng đến cái biểu thức điện áp của mình. Và ở đây thì chúng ta sẽ đi tìm A1 và A2. A1, A2 này mình sẽ xác định dựa vào các cái điều kiện ban đầu. Ví dụ, cho mạch RLC song song, tìm nghiệm của phương trình đặc trưng tác động lên điện áp tức thời với R bằng 200 ohm, L bằng 50 mili và tụ điện bằng 0,2 microfarad.
À, ta xem xét là đáp ứng này là quá độ hay tắc dần hay là tắc dần tới hạn. Và ta lặp lại cái câu A này với điện trở của mình là bằng 312,5 ohm. Và câu hỏi D là bây giờ R là chưa biết thì mình tìm R để cho cái mạch là tắc dần tới hạn. Như vậy cái bài này rất là tổng quát. À, với điện trở R bằng 200, L bằng 50 và C bằng 0,2 microfarad, ta có alpha là bằng 1 trên 2 RC. Như vậy là bằng 1,25 nhân 10 mũ 4 radian trên giây. Omega bình là bằng 1 trên LC là bằng 10 mũ 8 radian bình trên giây. Ta đi tính S1 và S2. S1 bằng trừ alpha cộng căn bậc 2 của alpha bình trừ omega bình. Đó. Thì như vậy mình ra là trừ 5.000 radian trên giây. À, mình nhìn cái giá trị ở đây thì chúng ta sẽ đi tính alpha bình. Thì alpha bình sẽ bằng là 1,25 bình phương nhân cho 10 mũ 4 bình phương là 10 mũ 8. Như vậy alpha bình lớn hơn omega bình. Do đó cái biểu thức trong cái dấu căn là cái dấu của nó là dấu dương. Dấu dương. Và mình tính ra đây là bằng 7.500. Như vậy mình sẽ có hai nghiệm là hai nghiệm thực. À, nghiệm S2 là bằng trừ 2.000 radian trên giây. À, đáp ứng điện áp là quá độ bởi vì là omega bình thì nhỏ hơn alpha bình. Ta có hai nghiệm thực cho nên ta có mạch quá độ. Với R là bằng 312,5 thì mình cũng đi tính lại alpha. Alpha của mình đó là bằng 8.000 radian. Còn omega bình đó thì vẫn là cái con số cũ tức là 10 mũ 8 radian bình trên giây bình. Và bởi vì là alpha bình thì nhỏ hơn đó, omega bình, cái này mà bình bình phương lên đó, thì nó chỉ là 1 2 3 10 mũ 7 thôi ha. Cho nên đó là như vậy đó là mình chỉ có là omega bình lớn hơn alpha bình. Và do đó mình tính ra S1 S2 là hai nghiệm liên hợp phức và cái đáp ứng điện áp là tắc dần. Đáp ứng điện áp là tắc dần. Bây giờ khi nào đáp ứng là tắc dần tới hạn thì mình sẽ cho alpha bình là bằng omega bình. Đấy. Như vậy ta có 1 trên 2 RC tất cả bình thì bằng 1 trên RC. Thì mình nhanh chóng là rút C với C cũng được. À xin lỗi, đây là C bình phương. Cho nên thôi mình thay số vào là bằng 10 mũ 8. Và mình có C thì mình suy ra được R. R là bằng 250 ohm. Thì lúc này mình sẽ có alpha bình bằng omega bình. Và đáp ứng của mình là tắc dần tới hạn. Về đáp ứng điện áp quá độ, chúng ta sẽ giải như thế nào? Thì khi mà omega không bình nhỏ hơn alpha bình, thì S1, S2 là các số thực. Và S1, S2 là khác nhau. Lúc này đáp ứng điện áp là quá độ. Và ta có V là bằng A1ES1T cộng A2E mũ S2T. Các cái giá trị A1 và A2 sẽ được xác định dựa vào điều kiện đầu V0 cộng và DV0 cộng trên DT. À, ta có V0 cộng á, tức là ta thay T vào bằng 0 vào thì ta sẽ có là V0 cộng là bằng A1 nhân cho E mũ 0, tức là bằng A1 cộng cho A2 nhân E mũ 0 là bằng A1 cộng A2. Còn DV0 cộng trên DT thì bằng là S1 A1 cộng S2 A2. Lưu ý điện áp đầu trên tụ điện tức là V0 cộng thì bằng V0 và cái dòng ban đầu qua cụm cảm là bằng I0. I0. Tức là lợi dụng cái tính chất là đối với tụ điện thì điện áp trên tụ không biến thiên đột biến, cho nên là chúng ta sẽ dựa vào điều kiện đầu của điện áp tụ. Và
Đối với cụm cảm thì dòng qua cụm cảm là không biến thiên đột biến, cho nên ta sẽ tìm y không cộng là bằng y 0 này, bằng cái phương pháp phân tích mạch để chúng ta tìm v 0 và y 0. Ở thời điểm t bằng 0 cộng, ta có IC 0 cộng bằng CDV trên DT. Như vậy ta viết lại là DV 0 cộng trên DT thì bằng IC 0 cộng trên C. Tuy nhiên cái dòng IC thì theo KCL ta có là IC 0 cộng thì bằng dòng IC thì bằng là trừ của dòng IL và trừ của IR. Như vậy là IC 0 cộng là bằng IR trừ IR thì bằng là V0 chia cho R, với V0 là điện áp trên tụ, cũng chính là điện áp trên trở và cũng chính là cái điện áp trên L. Còn cái dòng Y0 cộng qua cuộn dây thì chính là Y0. Và như vậy á, ta được hai cái phương trình, tức là hệ hai phương trình là V0 cộng bằng A1 cộng A2 bằng V0, còn DV0 cộng trên DT là bằng S1 A1 cộng S2 A2, thì mình tính ra đây là bằng trừ V0 trên RC trừ cho Y0 trên C, và hai phương trình hai ẩn số A1 và A2, ta tìm được A1 và A2. Trên cơ sở phân tích vừa rồi, ta có được quy trình tìm đáp ứng điện áp quá độ như sau. Bước 1, tìm các nghiệm của phương trình đặc trưng S1 và S2 dựa vào các giá trị của RLC. Bước 2, tìm V0 cộng và DV0 cộng dựa vào các phương pháp phân tích mạch điện. Bước 3, tính A1 và A2 với A1 cộng A2 bằng V0, tức là bằng V0 cộng, và S1 A1 cộng S2 A2 thì bằng DV0 cộng trên DT, tức là bằng V0 trên RC trừ cho IC0 trên C. Thì những cái giá trị mà viết ra ở đây thì tất nhiên là phụ thuộc vào cái mạch điện của mình. Đối với cái mạch điện RLC song song lý tưởng thì các bạn ra được cái giá trị này. Còn đối với những cái mạch mà nó có những cái sự biến đổi nhất định thì các bạn phải chuyển về các cái RLC tương đương để mà các bạn tính toán ở đây. Và từ S1, S2 tìm được, từ A1, A2 tìm được, ta thay vào biểu thức của V để ta tìm được VT. Ví dụ 82 cho mạch như hình vẽ. Ở trong mạch này chúng ta có một tụ điện, một cụm cảm và một điện trở. Cho các cái giá trị ban đầu là V0 cộng là bằng 12V, IL0 cộng là bằng 30mA. Tìm dòng ban đầu cho mỗi nhánh của mạch. Tìm giá trị đầu của DV trên DT. Viết cái biểu thức của VT và vẽ VT trong khoảng thời gian từ 0 cho đến 200 mili giây. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi giải câu A của mạch. Cái cuộn cảm thì nó sẽ ngăn cái sự thay đổi đột ngột của dòng điện, nên giá trị ban đầu của dòng qua cuộn cảm sẽ là 30 mA. Và cái tụ điện thì nó lại ngăn cái sự biến thiên đột ngột về điện áp, cho nên mình cũng có được cái giá trị ban đầu của tụ là 12V. Từ đó chúng ta có được cái dòng qua cái điện trở R là IR thì bằng điện áp. Điện áp trên R cũng chính là điện áp trên tụ, và chia cho cái giá trị của R theo định luật Ohm. IR là bằng V chia cho R. Như vậy là bằng 60 mA. Lúc này chúng ta áp dụng KCL tại cái nốt bên trên này thì chúng ta sẽ có là IC là bằng trừ IL trừ cho IR. Như vậy ta tính được ở đây là bằng là trừ 30 và trừ cho 60 thì bằng là trừ 90 mili.
Chúng ta lưu ý là nếu chúng ta giả sử dòng qua L và điện áp trên cái tụ điện C đạt giá trị một chiều tại thời điểm mà năng lượng bắt đầu giải phóng, thì lúc này ta sẽ có IC không trừ là bằng 0. Tìm giá trị ban đầu của dV trên dt. Vì IC là bằng C dV trên dt, cho nên ta chia hai vế theo C. Như vậy ta sẽ có dV trên dt là bằng IC chia C. Và mình thay giá trị của dV không cộng vào trên dt vào, thì ta sẽ có là y không cộng chia cho C. Y không cộng thì mình đã tính ở cái câu trước là bằng 90 mA, còn C thì bằng 0,2 microfarad. Ta thay vào thì ta được cái giá trị là trừ 450 kV trên giây. Và chúng ta cũng thấy đây là một cái giá trị rất là lớn. Giá trị này lớn khi có một cái sự thay đổi đột ngột trên các cái phần tử C và L. Tiếp theo là chúng ta đi tìm biểu thức của VT. Ta đi tính S1 và S2. Thì ở cái ví dụ 81 chúng ta cũng đã tính S1, S2 theo cách là chúng ta đi tìm alpha và omega, và với alpha là bằng 1 trên 2 RC và omega 0 thì bằng 1 trên căn LC. Thì từ đó ta tìm được S1 và S2. Và như ở đây chúng ta đã tính được là S1 là bằng là trừ 5.000 radian trên giây, và S2 là bằng trừ 20.000 radian trên giây. Thì đây là hai cái nghiệm thực có giá trị khác nhau. Như vậy S1, S2 là các nghiệm thực phân biệt, nên đáp ứng của mạch RLC song song này là một đáp ứng quá độ. Và công việc tiếp theo là chúng ta đi tìm hệ số A1, A2. Với các điều kiện đầu chúng ta đã tìm được trong câu A và câu B, thì chúng ta có V không cộng là bằng A1, A2 và DV không cộng trên DT là bằng S1, A1 cộng cho S2, A2. Thì từ đó chúng ta có được là 12 là bằng A1 cộng A2, và trừ 450 nhân 10 mũ 3 là bằng trừ 5.000 A1 trừ cho 20.000 A2. Thì ta giải cái hệ phương trình này ra, ta sẽ được A1 là bằng trừ 14 và A2 là bằng 26. Sau đó ta thay vào cái biểu thức của VT là bằng A1 E mũ S1T cộng cho A2 E mũ S2T. Thì ta sẽ được là VT là bằng trừ 14 nhân E mũ trừ 5.000 T cộng cho 26 E mũ trừ 20.000 T với T lớn hơn bằng 0. Khi chúng ta tìm được V rồi thì chúng ta sẽ kiểm định một chút về cái kết quả mình tính, xem thử là nó có đúng hay là sai. Ví dụ như là mình thay T bằng 0 vào thì chúng ta sẽ có là bằng trừ 14 nhân E mũ 0, như vậy là bằng trừ 14. Cộng cho 26 nhân E mũ 0, như vậy là bằng cộng 26. Thì trừ 14 cộng 26 là bằng 12. Hoặc là mình đã đạo hàm dV trên dt và mình thay cái t ở thời điểm 0 cộng vào, thì mình ra được là 450.000 V trên giây. Như vậy là mình chắc chắn là cái biểu thức VT của mình là đúng, vì những cái giá trị đầu là nó khớp với lại các cái việc tính toán của mình trước đó. Và từ cái biểu thức VT này thì chúng ta mới đi qua cái câu D, là chúng ta đi vẽ. Như vậy từ cái biểu thức VT mà chúng ta tính được ở đây thì chúng ta sẽ đi vẽ VT. Thì cách vẽ VT như thế nào? Với VT với T lớn hơn bằng 0 thì chúng ta xác định cái giá trị đầu tiên của VT, ta thay 0 vào thì ta sẽ có là VT ở thời điểm 0 thì bằng là trừ 14 nhân cho E mũ 0 cộng cho 26 nhân E mũ 0 thì bằng là trừ 14 cộng 26. Như vậy là bằng 12 V thì ta được một điểm. Cái dạng tiếp theo, cái dạng đường đường cong của VT tiếp theo mà chúng ta cần phải xác định đó là ở cái thời điểm vô cùng thì cái VT của mình sẽ tiến về cái giá trị nào. Như vậy ta sẽ thay T bằng vô cùng vào đây. Thì ta sẽ có là bằng là trừ 14 nhân E mũ trừ vô cùng cộng cho 26 nhân E mũ trừ vô cùng. Thì cái E trừ vô cùng thì nó tiến về 0, 0 nhân cho mấy thì cũng bằng 0. Cho nên là VT ở thời điểm vô cùng thì nó sẽ tiến về 0. À, như vậy ở đây nếu các bạn vẽ tiếp tục thì nó sẽ tiến về 0 như thế này. Đó.
Cái chỗ này ta gọi là quá độ là vì như vậy ha, đó chính là quá độ. Quá độ. Đáp ứng quá độ là vì như vậy, tức là nó sẽ tiến về một cái trạng thái ổn định thì ta gọi là quá độ. Và cái công việc tiếp theo là chúng ta phải đi tìm cái điểm này. Thì để tìm cái điểm này thì các bạn sẽ đi đạo hàm VT theo DV theo DT. Đó. Và các bạn sẽ cho nó bằng 0 thì các bạn sẽ được cái tọa độ của cái điểm này. Đó. Thì đúng ra là chúng ta phải xác định là nó sẽ là cực đại hay cực tiểu nữa. Tuy nhiên ở với cái dạng này thì như vậy ta sẽ có một cái điểm cực tiểu ở cái tọa độ này. Và từ đó chúng ta sẽ chọn 3 điểm. Và xin lỗi, ở đây chính xác sẽ là 2 điểm. Điểm thứ nhất là điểm ban đầu, điểm thứ hai là điểm cực trị, và cái đường cuối cùng, cái hướng cuối cùng là hướng về cái giá trị không, hướng về cái tiệm cận không. Thì từ đó ta vẽ được cái dạng sóng của VT. À, ví dụ 83 là cho mạch như hình vẽ và viết các biểu thức tính IC, IL và IR. Thì đối với cái bài này chúng ta đã giải ở trong hai cái ví dụ trước rồi, và đặc biệt là từ cái ví dụ 82 thì chúng ta đã tính được là điện áp V đó, theo thời gian là bằng trừ 14 nhân E mũ trừ 5.000 T cộng cho 26 nhân E mũ trừ 20.000 T. Thì từ cái giá điện áp VT này, từ cái biểu thức tính VT này, chúng ta sẽ đi tìm các cái dòng còn lại. Cụ thể là cái dòng qua IR thì nó sẽ bằng là V mà chia cho R. Như vậy là bằng V chia cho 200. Do đó là mình sẽ ra được là bằng là trừ 70. Trừ 70 mà nhân cho E mũ trừ 5.000 T cộng cho 130 E mũ trừ 2.000 T. 20.000 T. Và đơn vị ở đây là miliampere, bởi vì là mình chia cho 200 ohm. Đấy, chia cho 200 ohm. Thì mình ra cái đơn vị ở đây là miliampere, chứ không phải là ampere. Các bạn để ý đơn vị ở đây. Sau đó chúng ta đi tính IC. Thì chúng ta có IC là bằng CdV trên DT. Như vậy ta đạo hàm cái biểu thức VT theo thời gian và thời nhân với C. Thì ta ra được là 14E mũ trừ 5.000 T trừ cho 104 E mũ trừ 20.000 T, đơn vị là miliampere. Và khi chúng ta đã có IR và IC rồi thì chúng ta đi tìm IL. IL theo KCL thì chúng ta tính được là bằng trừ IR trừ cho ICT. Và mình thay vào thì mình sẽ có IL là bằng 56 E mũ trừ 5.000 T trừ cho 26 E mũ trừ 20.000 T. Đấy. Thì khi các bạn mà tính xong như thế này thì các bạn cũng nên kiểm định cái giá trị của nó xem nó có đúng hay không. Ví dụ như chúng ta nhớ ở trong ví dụ 82 thì INLT ở thời điểm 0 đó, thì nó bằng là 30 mili. Như vậy các bạn thế là T bằng 0 vào, T bằng 0 vào. Thì ở đây sẽ bằng 56 E mũ trừ 0 trừ cho 26 E mũ trừ 0. Tức là bằng 56 mà trừ cho 26 là bằng 30. Như vậy là cái biểu thức của chúng ta tính đã đúng theo theo cái giả thiết ban đầu. Rồi, tuy nhiên đối với lại cái ví dụ 83 này á, thì không cho cái giả thiết ban đầu. Cho nên là chúng ta cũng khó mà kiểm định. Nhưng mà nếu như mà có một cái bài mà nó đầy đủ kết hợp, ví dụ như là kết hợp ví dụ 81, 82 và cả 83 thì chúng ta nên kiểm tra để chắc chắn là những cái gì mình tính ra là nó đúng. Ở vấn đề tiếp theo chúng ta xét đó là cái dạng sóng trong đáp ứng tắt dần. Nếu như chúng ta có omega không bình phương lớn hơn alpha không bình phương thì các cái nghiệm đặc trưng S1, S2 là các cái số phức, và các số phức này liên hợp với nhau. Lúc này cái điện áp của mình sẽ là một cái điện áp tắt dần. Như vậy ta khi chúng ta có omega bình lớn hơn alpha bình thì chúng ta có S1 là bằng trừ alpha cộng j omega d và S2 là bằng trừ alpha trừ j omega d. Với omega d là bằng căn bậc 2 của omega bình phương
omega 0 bình phương trừ cho alpha bình phương. Và omega d ta gọi là tần số gấp tắc dần. Đấy, tần số gấp tắc dần. Omega d là bằng căn bậc 2 của omega 0 bình phương trừ alpha bình phương. Là tần số gấp tắc dần. À, ta gọi đáp ứng điện áp tắc dần của mạch RLC sẽ có dạng là VT bằng B1E mũ trừ alpha T cos của omega DT cộng cho B2 E mũ trừ alpha T sin của omega DT. À, vì sao có cái dạng này thì tí nữa chúng ta sẽ thấy. À, từ cái phương trình gốc ban đầu là VT là bằng A1E mũ S1T cộng A2E mũ S2T thì mình áp dụng trong cái trường hợp là tắc dần thì chúng ta sẽ có là S1 là bằng trừ alpha cộng G omega omega D, còn S2 là bằng là alpha cộng G omega D. Cho nên mình sẽ có là VT là bằng A1E mũ trừ alpha cộng G omega DT cộng cho A2E mũ trừ alpha cộng G omega DT. Thì ta mới áp dụng là E mũ A cộng B thì sẽ viết là bằng E mũ A nhân cho E mũ B. Đó. Thì từ đây ta có là A1E mũ trừ alpha T nhân cho E của G omega DT cộng cho A2E mũ trừ alpha T nhân cho E mũ trừ G omega DT. Và với ta đem cái E mũ trừ alpha T ra ngoài làm thừa số. Như vậy ở bên trong thì ta có là A1E mũ G omega DT thì chúng ta áp dụng cái công thức là E của G theta thì bằng cos theta cộng G sin theta. Cho nên chỗ này mình sẽ được là A1 cos của omega DT cộng G A1 sin omega DT. À, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có A2 nhân cho E của trừ G omega DT trừ G thì ra cos theta trừ G sin theta. Như vậy chỗ này sẽ mang dấu trừ. A2 cos của omega DT trừ G A2 sin của omega DT. À, lúc này chúng ta sẽ gom các cái cos lại với nhau và các cái G sin lại với nhau thì ta sẽ được là E của trừ alpha T A1 cộng A2 cos omega DT cộng G A1 trừ A2 sin omega DT. Như vậy sẽ có cái dạng của cái đáp ứng tắc dần ở phía trên này. À, như vậy ta sẽ có là B1 là bằng A1 cộng A2, còn B2 sẽ bằng là trừ A1 trừ A2 mà nhân cho G. Đấy. Như vậy ta đặt B1 là bằng là A1 cộng A2 và B2 là bằng G A1 trừ A2. Thì chúng ta sẽ có dạng là V bằng E trừ alpha T. À, B1 cos omega DT cộng B2 sin omega DT. Hay ta viết lại ở cái dạng tổng quát là B1E mũ trừ alpha T cos omega DT cộng B2E mũ trừ alpha T sin omega DT. Thì do các cái giá trị điện áp là số thực cho nên là B1 và B2 cũng là các số thực. Nhưng á, B2 á, là vì B2 là bằng G của A1 trừ A2 cho nên là A1 và A2 thì phải là các cái liên hợp phức để ta có B2 là một cái số thực. B1 và B2 sẽ được xác định từ các cái điều kiện đầu và tức là từ A1 và A2 đó thì chúng ta nhớ là V không cộng như vậy là sẽ bằng là B1, còn DV không cộng trên DT thì sẽ bằng là alpha B1 cộng cho omega D B2. Khi mà chúng ta có được alpha và omega D và các cái giả thiết là các cái điều kiện đầu hoặc là chúng ta tính được các điều kiện đầu từ các giả thiết thì chúng ta sẽ tìm được B1 và B2. À, cho mạch như hình vẽ với V0 bằng 0 và Y0 là bằng trừ 12,3
25 mA. Và chúng ta đi tìm nghiệm của phương trình đặc trưng V và dV tại cái thời điểm là T lớn hơn 0 cộng. Đáp ứng điện áp khi mà T lớn hơn 0 và vẽ VT khi T lớn hơn 0 nhỏ hơn 11 mA. Để tìm nghiệm của phương trình đặc trưng thì chúng ta sẽ đi tìm alpha và omega 0. Với cái đề bài đã cho, chúng ta đi tìm alpha là bằng 1 trên 2 RC. Như vậy là bằng là 200 radian trên giây, ta thế số vào. Còn omega 0 là bằng căn của 1 trên căn của NLC. Như vậy là bằng 10 mũ 3 radian trên giây. Thì lúc này chúng ta so sánh omega 0 bình phương với là alpha bình phương thì chúng ta thấy là omega bình phương lớn hơn alpha bình phương. Cho nên mình kết luận là đáp ứng là tắt dần. Và omega D của mình ở đây thì mình tính luôn là bằng căn bậc 2 của omega 0 bình phương trừ cho alpha. Cho mình tính ra thì ra được là 979,80 radian trên giây. Với giá trị của omega D mình tính được thì mình sẽ tính được S1 và S2. Với S1 là bằng trừ alpha cộng G omega D. Như vậy là bằng trừ 200 cộng G của 979,80 radian trên giây. Và S2 là trừ alpha trừ G omega D. Như vậy là bằng trừ 200 trừ G 979,80 radian trên giây. Ở câu B là đi tính cái giá trị của V và dV trên dt tại thời điểm đầu. Thì chúng ta có là cái điện áp trên tụ là không biến thiên một cách đột ngột. Cho nên là V0 thì bằng là V0 cộng và bằng V0 tức là bằng 0. Và V0 cộng bằng 0 cho nên là mình sẽ có là IR bằng 0 vì lúc này là điện áp trên tụ chính là điện áp trên R, mà điện áp trên R bằng 0 cho nên cái dòng điện của nó cũng bằng 0. Và lúc này ta sẽ theo định luật KC kết khúc cho dòng điện, tức là ta có IC là bằng trừ IL cộng cho IR, mà IR bằng 0 cho nên mình có là IC 0 cộng thì bằng là IL 0 cộng và giả thiết cho là bằng 12,15 mA. Cho nên là mình có được là dV không cộng trên dt thì bằng IC không cộng chia cho C. Như vậy là bằng 98.000 V trên giây. Đáp ứng điện áp khi T lớn hơn bằng 0. Như vậy ta có là V không cộng là bằng V0 là bằng B1, còn dV V không cộng trên dt là bằng IC không cộng trên C là bằng trừ alpha B1 cộng omega D B2. Thì từ đó ta sẽ tìm được B1 và B2 với giá trị mà V không cộng và dV không cộng trên dt chúng ta tìm được ở đây và ở đây. Thì chúng ta sẽ tính được là V không cộng bằng 0 cho nên là B1 bằng 0. B1 bằng 0 cho nên là omega D B2 sẽ bằng là dV không cộng trên dt là bằng cái giá trị này. Cho nên là B2 của mình sẽ bằng là 98.000 chia cho omega D, tức là khoảng 100. Cái đó ta tính được là VT là bằng 100 E mũ trừ 200T, sin của 979,80T. B1 của mình bằng 0 rồi. Để vẽ VT khi T lớn hơn 0 và nhỏ hơn 11 mili giây, thì chúng ta cần phải xác định một vài cái điểm. Thứ nhất là VT bằng bao nhiêu khi mà T bằng 0? Cái thì khi T bằng 0 thì ta có là VT bằng 0, như vậy ta được một điểm. Cái thứ hai là thế này, để chúng ta có thể vẽ được cái dạng sóng như thế này. Thì như vậy khi mà VT bằng vô cùng thì VT khi T bằng vô cùng thì ta thay T bằng vô cùng vào đây thì chúng ta cũng sẽ được là bằng VT bằng 0. Như vậy là nó sẽ tiến về 0. Và để mà vẽ được ở đây thì chúng ta sẽ dựa vào cái hàm là 100 E mũ trừ 200T. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một cái đường
100 mũi H, 200 t, hai và một đường là trừ 100 nhân e mũi trừ 200 t. Đó. Thế thì á, dựa vào hai cái đường tiệm cận này, các bạn phải vẽ sát, nó sát lại chứ, vì tôi vẽ bằng chuột nó không có chính xác, nó sát lại. Thì lúc này chúng ta sẽ đi xác định là những cái điểm, ví dụ như là điểm cực cực đại hay là cực tiểu ở trong cái đoạn thời gian mà chúng ta xét, hoặc là chúng ta đi tìm các cái giá trị v t bằng 0 ở đây. Đấy. Và khi chúng ta nối lại thì ta sẽ vẽ là gì, nó sẽ chạm đến cái tiệm cận và nó đi qua cái điểm bằng 0, và cứ như vậy. Đấy. Ví dụ như thế. Từ các cái kết quả mà chúng ta đã phân tích ở trên thì chúng ta thấy là cái đáp ứng này là một cái dao động tắt dần. Ví dụ như ở trong cái hình vẽ VT lúc nãy thì ta thấy là nó là một cái dao động tắt dần. Đấy, tắt dần, tắt dần. Và cái biên độ của nó thì sẽ giảm theo alpha, tức là e mũ trừ alpha t. À, khi alpha bằng 0 á, thì cái biên độ của mình sẽ là không đổi. Đấy. Vì á, là lúc này á, là e mũ trừ alpha t của mình, e mũ trừ alpha t của mình là bằng 1, cho nên á, là lúc này cái biên độ của mình nó là không đổi. Và alpha lúc này được coi là một cái hệ số giảm sóc. Mạch thì có dao động và tụ điện và cuộn cảm là các cái năng, là các cái thành phần mà tích lũy cái năng lượng. Khi R tiến tới vô cùng, alpha tiến về 0 thì ta có là omega D tiến về omega 0. Và lúc này cái dao động tại omega 0 sẽ được duy trì với một cái biên độ điện áp không đổi, tức là nó có dạng hình sin cos như thế này các bạn. Nó cứ nó sẽ có một cái biên độ không đổi như thế này, bởi vì e của trừ alpha t của mình là lúc này là bằng 1, mà vì alpha t của mình là bằng 0. Cho nên là alpha bằng 0, cho nên là e mũ trừ alpha t là bằng 1, do đó cái biên độ của cái dạng sóng của mình là không đổi. Trường hợp tiếp theo chúng ta cần xét đó là đáp ứng điện áp tắt dần tới hạn, tức là khi omega 0 bình phương là bằng alpha thì S1, S2 là các cái số thực và bằng nhau. Đáp ứng điện áp lúc này là tắt dần tới hạn. Vì S1 bằng S2 là bằng trừ alpha là bằng 1 trên 2 RC radian trên giây. Lúc này cái phương trình mạch RLC song song sẽ được viết là VT bằng D1TE mũ trừ alpha T cộng D2E mũ trừ alpha T. Và D1, D2 này sẽ được xác định bởi các cái giá trị đầu V0 cộng và DV0 cộng trên DT. Chúng ta có hai cái phương trình cần thiết để mà tìm D1 và D2, tức là V0 cộng bằng V0 là bằng D2, còn DV0 cộng trên DT là bằng IC0 cộng trên C là bằng D1 trừ alpha D2. Ví dụ 85 cho mạch như hình vẽ và đi tìm R để cái đáp ứng của mình là một đáp ứng tắt dần tới hạn. Sau đó chúng ta sẽ tìm VT khi mà T lớn hơn bằng 0 và vẽ VT với T lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn 7 mili giây để xem tắt dần tới hạn là nó như thế nào. Ta có L và C thì chúng ta sẽ tính được omega 0 là bằng 1 trên căn LC là bằng 10 mũ 3 radian trên giây. Và để mạch là tắt dần tới hạn thì omega 0 bình phương sẽ bằng là alpha bình phương. Như vậy alpha sẽ bằng là 10 mũ 3 radian trên giây. Mà alpha là bằng 1 trên 2 RC. Cho nên á, là mình tính được R là bằng 1 trên 2 C chia cho 10 mũ 3. Và mình thay C là bằng 0,125 nhân cho 10 mũ trừ 6. Thì mình tính được á, là R là bằng 4.000 ôm. Câu B, để tìm VT thì chúng ta sẽ đi tìm các cái giá trị đầu. Và các cái giá trị đầu này chúng ta đã tính được ở trong ví dụ 84 rồi, ví dụ trước. Thì ta tính là V0 cộng bằng 0 và DV0 cộng trên DT là bằng 98.000.
Ta có D2 là bằng V không cộng, như vậy D2 bằng 0. Còn D1 trừ alpha D2 thì bằng là 98.000. Cho nên lúc này mình sẽ tính được là D1 là bằng 98. 98.000. D2 bằng 0 rồi, cho nên là D1 là bằng 98.000 luôn. Cho nên lúc này mình sẽ có là gì? VT là bằng 98.000 T E mũ trừ 1.000 T V. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ VT. Với T là nhỏ, lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn 7 mili giây. Với VT tìm được là bằng 98.000 T E mũ trừ 1.000 T V. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ xác định đó là cái điểm đặc biệt là T bằng 0 thì V là bằng bao nhiêu. Thì ta thay vào đây T bằng 0 thì V bằng 0. Ta được một điểm. Thứ hai á, là khi mà T tiến tới vô cùng thì cái dạng sóng của mình nó sẽ bằng cái giá trị bao nhiêu. Thì khi T tiến vô cùng nó sẽ có dạng là vô cùng nhân cho E mũ trừ vô cùng. Tức là E mũ 0. Xin lỗi, tức là vô cùng nhân cho 0. E mũ trừ vô cùng là bằng 0. Như vậy là bằng 0 nhân vô cùng là bằng 0. Cho nên nó là cái dạng của mình nó sẽ dạng sóng của mình nó sẽ tiến về 0 khi mà T bằng vô cùng. T bằng vô cùng. Đó. Và công việc tiếp theo là chúng ta sẽ đạo hàm VT. Đạo hàm VT theo thời gian. Ta cho DV trên DT bằng 0. Thì chúng ta sẽ tìm được cái điểm cực trị ở đây. Và có điểm cực trị thì chúng ta sẽ vẽ lại với một cái đường tiến tới vô cùng và một cái điểm cực trị và điểm ban đầu bằng 0, nó sẽ vẽ được cái dạng sóng như vậy. Thì cái dạng sóng này đã thể hiện cái điện áp của mình là một cái điện áp tắt dần tới hạn. Đáp ứng bậc thang của mạch RLC song song. Việc tìm đáp ứng bậc thang của một mạch RLC song song liên quan đến việc tìm các giá trị của điện áp hoặc là dòng điện trên các cái nhánh song song. Và các cái giá trị này thì nó là một cái kết quả của cái việc thay đổi đột ngột của nguồn một chiều. Trong mạch này thì có thể có trường hợp là có thể có một cái sự tích lũy năng lượng trước khi mạch nối với nguồn hoặc là không có. Nếu ta gọi dòng điện qua cuộn cảm là IL và khóa không mở ở thời điểm T bằng 0 và giả sử cái năng lượng là không được tích lũy ở trong các thành phần C và L thì sau một khoảng thời gian thì mình sẽ có là IL là bằng Y, do lúc này là cái cuộn cảm của mình nó sẽ ngắn mạch cho nên toàn bộ dòng nó sẽ đổ qua IL. Ở đây chúng ta lợi dụng cái tính chất của cuộn cảm ngắn mạch khi có một cái nguồn một chiều áp vào. Áp dụng KCL, ta có là Y thì bằng IC cộng IL cộng IR. Như vậy ta viết lại là IL cộng IR thì bằng là V chia R. IC thì bằng CdV trên DT bằng Y. Và chúng ta chú ý là đối với cuộn dây thì ta có công thức là V là bằng LDI trên DT. Nên DV trên DT sẽ bằng LD bình phương IL trên DT bình phương. Và ta thay giá trị của V vào cái biểu thức trên này thì chúng ta sẽ được là IL cộng LDI trên DT chia R cộng LC D bình phương IL trên DT bình phương bằng Y. Và suy ra là D bình phương IL trên DT bình phương cộng 1 trên RC DIL trên DT cộng IL trên LC bằng Y chia LC. Đây là một cái phương trình sai văn bậc 2. Và chúng ta giải ra thì chúng ta sẽ tìm được IL. Ta có thể thực hiện bằng phương pháp gián tiếp. Thì từ phương trình IL cộng V chia R cộng CDV trên DT bằng Y thì ta mới tính
cái dòng INL là bằng 1 trên L tích phân từ 0 đến T dV dT, tích phân từ 0 đến T V dT cộng V chia R ta viết lại cộng CdV trên dt bằng y. Lúc này ta mới đạo hàm hai vế theo thời gian thì ta sẽ được là V trên L cộng 1 trên R dV trên dt cộng CD bình phương V trên dt bình phương bằng 0. Thì ta viết lại D bình phương V trên dt bình phương cộng 1 trên RC dV trên dt cộng V trên LC bằng 0. Thì đây là cái phương trình xoay phân bậc 2 theo V. Giải ra ta sẽ được V. Cách giải như thế nào thì ta cũng dựa vào cái cách giải của cái phần trước. Lúc này ta sẽ có 3 trường hợp nghiệm xảy ra. Trường hợp thứ nhất là V là bằng A1E mũ S1T cộng A2 mũ E mũ S2T. Trường hợp thứ hai là B1 E mũ trừ alpha T cos omega DT cộng B2 E trừ alpha T sin omega DT. Và trường hợp thứ ba là V bằng D1 T E mũ trừ alpha T cộng D2 E mũ trừ alpha T. Nếu dòng điện thì cũng gần giống như vậy. INL là sẽ bằng cái dòng Y, tức là cái dòng điện một chiều cộng cho A1 phẩy E mũ S1T cộng A2 phẩy E mũ S2T. Đấy. Thì cái dạng sóng này là cái dạng sóng quá độ hay dạng sóng tới hạn. INL là bằng Y cộng B1 phẩy E mũ trừ alpha T cos omega DT cộng B2 phẩy E trừ alpha T sin omega DT. Thì đây là cái đáp ứng tắt dần. Và INL là bằng Y cộng D1 phẩy TE mũ trừ alpha T cộng D2 phẩy E mũ trừ alpha T là đáp ứng tắt dần tới hạn. Đối với phương pháp trực tiếp thì các hằng số chính thì sẽ được xác định dựa vào các điều kiện đầu INL0 và DINL0 trên DT. Nghiệm của đáp ứng bậc thang thì có dạng là IF cộng cái hàm mà cùng dạng với đáp ứng tự nhiên, hoặc là V là bằng VF cộng hàm cùng dạng với đáp ứng tự nhiên, với IF và VF là biểu diễn giá trị cuối của hàm đáp ứng. Các giá trị này có thể là bằng 0. Ví dụ, cho năng lượng ban đầu là bằng 0 và tại thời điểm T bằng 0 thì nguồn dòng 24 mA được cấp cho mạch. Tới ban đầu là cái khóa này nó đóng lại cho nên là cách ly cái nguồn Y này ra khỏi mạch. Và từ thời điểm T bằng 0 thì lúc này là mình mở cái khóa ra, thì lúc này là mình sẽ cấp nguồn cho mạch. Tính giá trị của INL zero và DINL zero trên DT. Nghiệm của phương trình đặc trưng và biểu diễn INL khi T lớn hơn bằng 0. Để tính giá trị ban đầu của INL, tức là tìm INL0, thì do cái năng lượng ban đầu bằng 0 cho nên chúng ta sẽ có là INL0 là bằng 0. Thực ra trong mạch này chúng ta có thể lý giải như thế này, là ở cái thời điểm T bằng 0 thì khóa đóng, tức là chỗ này ngắn mạch, hay nói cách khác là cái V của mình là nó ngắn mạch, đó, xin lỗi, V của mình, nó điện áp của nó là bằng 0, cho nên cái dòng INL của mình ở thời điểm ban đầu sẽ bằng 0. Tính giá trị ban đầu của DINL trên DT thì do cái điện áp ban đầu là bằng 0 cho nên là V là bằng DINL trên DT. Và như vậy ta có INL0 trên DT cũng bằng 0. Nghiệm của phương trình đặc trưng. Từ cái sơ đồ mạch như thế này thì chúng ta sẽ đi tìm omega 0 và alpha. Ta có omega 0 bình phương thì bằng 1 trên LC. Thay số vào ta tính được là bằng 16 nhân 10 mũ 8. Còn alpha là bằng 1 trên 2 RC. Như vậy là bằng 5 nhân 10 mũ 4 radian trên giây. Alpha bình phương thì sẽ bằng là 25 nhân 10 mũ 8. Cho nên mình sẽ có là omega 0 bình phương thì nhỏ hơn. Omega 0 bình phương thì nhỏ hơn alpha bình phương. Cho nên trong trường hợp này mình sẽ có hai cái nghiệm phân biệt. Và cái nghiệm thứ nhất là sẽ bằng S1
là bằng trừ 5 nhân 10 mũ 4 cộng 3. Cộng 3 nhân cho 10 mũ 4 là bằng 20.000 radian trên giây. Còn S2 thì sẽ bằng là trừ 5 nhân 10 mũ 4 trừ 3 nhân cho 10 mũ 4 là bằng trừ 80 radian trên giây. Ở đây là hai nghiệm phân biệt của phương trình đặc trưng. Ta tìm IL khi t lớn hơn bằng 0. Thì do nghiệm của phương trình đặc trưng là nghiệm thực và phân biệt cho nên dòng qua cuộn cảm là tắt dần. Và IL sẽ xác định là bằng IF cộng cho A1, E mũ S1T cộng A2, E mũ S2T. Các cái giá trị điều kiện đầu thì chúng ta đã xác định được là I1 ở thời điểm 0 bằng 0 và bằng T bằng 0 vào đây thì chúng ta sẽ có IL0 là sẽ bằng IF cộng A1 phẩy cộng A2 phẩy. Và chúng ta đã tính được là bằng 0. Với cái điều kiện thứ hai là IL0 trên DT là bằng S1 A1 phẩy cộng S2 A2 phẩy bằng 0. Và một cái điều kiện thứ ba là cái điều kiện cuối để mà chúng ta xác định cái IL. IL sẽ được xác định dựa vào cái điều kiện cuối, tức là ở cái thời điểm vô cùng, t bằng vô cùng, t bằng vô cùng thì lúc này cái cuộn cảm của mình nó là nó ngắn mạch và lúc này toàn bộ dòng điện của mình là đi qua cuộn cảm, cho nên cái IF của mình á chính là bằng bằng I. Như vậy ta có ba phương trình, ba và ba ẩn số là gồm có IF, A1 phẩy và A2 phẩy. Thì IF chúng ta đã giải được là bằng I rồi, thì ta còn là hai cái phương trình hai ẩn số và ta giải ra được đó là A1 là bằng 32 mili ampe và A2 phẩy là bằng 8 mili ampe. Ta mới thay vào cái phương trình tổng quát này, IF là bằng I là bằng 24 mili ampe. Như vậy á là bằng I và bằng 24 mili ampe. Thì lúc này á là chúng ta sẽ có được á là cái phương trình là ILT là bằng 24 trừ 32, tức là A1 phẩy E mũ trừ 20.000 T, tức là S1 cộng cho 8 E mũ trừ 8 là A2 phẩy E mũ trừ 80.000 T, tức là S2T, đơn vị là miliampe. Bây giờ chúng ta xét đáp ứng tự nhiên và đáp ứng bậc thang với mạch RLC nối tiếp. Cho mạch gồm có RLC nối tiếp nhau như hình vẽ. Cái công việc của chúng ta thì cũng gần giống như việc chúng ta đã làm với mạch RLC song song. Trong mạch thì chúng ta sẽ áp dụng KVNL, ta có tổng điện áp các thành phần là bằng 0, như vậy là LI cộng LDI trên DT cộng 1 trên C tích phân từ 0 đến T, IDTO bằng 0. Đạo hàm hai vế thì chúng ta được là DI trên DT nhân R cộng L D bình phương I trên DT bình phương cộng I trên C bằng 0. Và mình viết lại D bình phương I trên DT bình phương cộng R trên L DI trên DT cộng I trên LC bằng 0. Như vậy ta cũng được một cái phương trình sai phân bậc 2 và giải ra chúng ta sẽ được I. Cái phương trình đặc trưng của mình sẽ được viết là S bình phương cộng R trên L S cộng 1 trên LC bằng 0. Và chúng ta cũng được một cái nghiệm S1, 2. Giải cái phương trình bậc 2 này ra thì nó sẽ có dạng là trừ R trên 2 L cộng trừ căn bậc 2 của R trên 2 L tất cả bình phương trừ 1 trên LC. Và mình viết lại là S1, 2 này nó sẽ bằng là trừ alpha cộng trừ alpha bình phương trừ cho omega 0 bình phương. Lúc này chúng ta cũng gọi alpha là tần số Nepe và omega là tần số gấp cộng hưởng, với alpha là bằng R trên 2L radian trên giây và omega thì bằng là 1 trên căn bậc 2 của LC radian trên giây. Với nghiệm của cái phương trình đặc trưng này thì chúng ta cũng sẽ có ba cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là IT là bằng A1 E mũ S1T cộng A2 E mũ S2T. Trường hợp thứ hai là IT là bằng B1
E mũ trừ alpha t cos omega dt cộng b2 e mũ trừ alpha t sin omega dt. Và cái trường hợp thứ ba là it là bằng d1 t e mũ trừ alpha t cộng d2 nhân e mũ trừ alpha t. Ba trường hợp này, trường hợp là trường hợp quá độ, trường hợp tắc dần và trường hợp tắc dần tới hạn. Ví dụ cho cái mạch RLC nối tiếp với nguồn áp, ta có nguồn V và mạch RLC ở thời điểm T bằng 0 thì mình sẽ đóng cái khóa này. Cho nên là ở đây chúng ta áp dụng KVL, ta có V bằng RI cộng LDI trên DT cộng cho VC. Với cái dòng qua tụ là bằng CDV trên DT. Nên ta có DI trên DT sẽ bằng CDV D bình phương VC trên DT bình phương. Và ta thay vào thì ta sẽ được là D bình phương VC trên DT bình phương cộng R trên L DVC trên DT cộng VC trên LC bằng V trên LC. Ta sẽ có ba cái dạng nghiệm là VC là bằng VF cộng A1 phẩy E mũ S1T cộng A2 phẩy E mũ S2T. Trường hợp thứ hai là VC bằng VF cộng B1 phẩy E mũ trừ alpha T cos omega DT cộng B2 phẩy E mũ trừ alpha T sin omega DT. Và trường hợp thứ ba là VC là bằng VF D1 E T nhân E mũ trừ alpha T D2 phẩy E mũ trừ alpha T. Thì ở trong ba cái trường hợp này á, thì chúng ta cần phải xác định cái giá trị của VF. Thì các bạn để ý là cái VF này sẽ được xác định khi mà T của mình nó tiến đến vô cùng. Thì khi mà T bằng 0 trở đi á, thì cái khóa này nó đóng. Tức là cái mạch của mình gồm có V, R, L và C. Thì lúc này á, nguồn một chiều được áp vào trong cái mạch gồm RLC này. Thì khi có nguồn một chiều áp vào trong mạch á, thì cái cuộn L của mình nó sẽ ngắn mạch. Như vậy cái mạch của mình chỉ là cái mạch RC. Và cũng giống như khảo sát trước đây á, thì lúc này á, là T tiến tới vô cùng thì cái tụ C của mình nó sẽ nạp bằng cái điện áp của cái nguồn áp một chiều. Và khi chúng ta có một mạch RC tương tự tương đương như vậy. Nghĩa là cái VF này nó sẽ bằng cái nguồn V, cái giá trị của nguồn áp V. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái tụ 0,1 microfarad và cái tụ này nó được nạp cái điện áp là 100V sẵn rồi. Và ở thời điểm T bằng 0 thì cái tụ xả qua R và L. T bằng 0 thì đóng mạch xả qua. Bây giờ công việc của chúng ta là tìm cái dòng điện I và VC theo T khi T lớn hơn bằng 0. Ta đi tính omega 0 và alpha. Omega 0 bình phương thì bằng 1 trên LC và tính ra là bằng 10 mũ 8. Còn alpha là bằng R trên 2L là bằng 2800 radian. Alpha bình phương là bằng 7,84 nhân 10 mũ 6. Tức là 0,0784 nhân 10 mũ 8 thì nó nhỏ hơn so với omega bình phương. Vì omega bình phương lớn hơn alpha bình phương cho nên IT của mình sẽ có dạng là B1 E mũ trừ alpha T cos omega dt cộng b2 e mũ trừ alpha t sin omega dt. Với omega d thì sẽ được tính là bằng 9600 radian trên giây. Và b1 b2 mình sẽ tính từ cái điều kiện đầu là b1 là bằng i0 mà i0 thì bằng 0, i0 bằng 0. LDI trên DT là bằng V0. Cho nên là mình có là DI trên DT ở thời điểm 0 cộng là bằng V0 trên L là bằng 1000 A trên giây. Do B1 bằng 0 cho nên mình tính được là DI trên DT
là bằng 400 B2E mũ trừ 2800T 24 cos của 9600T trừ 7 sin của 9600T. Như vậy mình thay T bằng 0 vào thì ta sẽ được là DI trên DT với Y tính tại cái thời điểm 0 cộng thì nó sẽ bằng là 9600 B2. Và như vậy B2 là sẽ bằng là 1000 chia cho 9600 là bằng khoảng 0,1042 A, và ta thay vào thì ta sẽ được là IT là bằng 0,1042 E mũ trừ 2800T sin của 9600T ampere. VC thì được xác định là IC VC là bằng trừ 1 trên C tích phân từ 0 đến T I D tô cộng cho 100, với 100 là V0, tức là cái giá trị điện áp ban đầu trên tụ. Hoặc là cái VC sẽ được xác định là bằng IR cộng cho L DI trên DT. Thì ở đây mình tính ra được là VC là bằng 100 cos của 9600T cộng cho 29 phép 17 sin của 9600T E mũ trừ 2800T vôn. Như vậy ở trong chương này thì chúng ta đã học về các cái mạch RLC song song và nối tiếp. Ở trong mạch này thì chúng ta chú ý là cái phương trình đặc trưng RLC song song và nối tiếp sẽ có dạng là S bình phương cộng 2 alpha S cộng omega 0 bình phương bằng 0. Với omega 0 bình phương là bằng 1 trên LC với mạch song song và nối tiếp, còn alpha thì bằng là 1 trên 2 RC trong mạch song song, và alpha là bằng R trên 2L trong mạch nối tiếp. Nghiệm của cái phương trình đặc trưng sẽ có dạng là S12 là bằng trừ alpha cộng trừ căn bậc 2 của alpha bình phương trừ omega 0 bình phương. Dựa vào mối quan hệ giữa alpha bình phương và omega 0 bình phương mà chúng ta sẽ có các cái dạng mạch quá độ, mạch tắc dần và mạch tắc dần tới hạn. Trong cái dạng mạch quá độ thì chúng ta sẽ có XT bằng A1 E mũ S1T cộng A2 nhân E mũ S2T. Còn mạch tắc dần thì chúng ta sẽ có là XT bằng B1 cos của omega DT cộng B2 sin của omega DT tất cả nhân cho E mũ alpha T. Và cái mạch tắc dần tới hạn thì chúng ta sẽ có XT là bằng D1T cộng D2T tất cả nhân cho E mũ trừ alpha T. Với các cái hệ số được xác định là x0 là bằng a1 cộng a2, dx trên dt ở cái thời điểm đầu là bằng a1 s1 cộng a2 s2. Trong trường hợp tắc dần thì chúng ta sẽ có x0 bằng b1 và dx trên dt0 thì sẽ bằng là trừ alpha b1 cộng omega d b2, với omega d là bằng căn bậc 2 của omega bình phương trừ alpha bình phương. Và x0 bằng d2 dx trên dt tại thời điểm 0 thì bằng d1 trừ alpha d2 trong trường hợp là mạch tắc dần tới hạn. Đối với lại cái đáp ứng bậc thang thì cũng xét một cách tương tự như vậy, chúng ta cũng có ba cái loại mạch là mạch quá độ thì ta có XT là bằng XF cộng cho A1, E mũ S1T cộng A2, E mũ S2T. Với các cái hệ số được xác định là X0 là bằng XF cộng A1, cộng A2, còn dx trên dt0 là sẽ bằng A1, S1 cộng A2, S2. Đối với mặt tắc dần, chúng ta sẽ có dạng XT cộng bằng XF cộng B1 phẩy cos của omega DT cộng B2 phẩy sin của omega DT E của mũ trừ alpha T.
Các hệ số sẽ được xác định theo công thức là x0 bằng xf cộng b1 phẩy x dx trên dt ở thời điểm 0 thì bằng là trừ alpha b1 phẩy cộng omega d b2 phẩy. Mặt trắc dần tới hàng ta có xt là bằng xf cộng d1 phẩy t e mũ trừ alpha t cộng d2 phẩy nhân e mũ trừ alpha t với các hệ số được xác định x0 bằng xf cộng d2 phẩy dx trên dt 0 thì bằng là d1 phẩy trừ cho alpha d2 phẩy. Cái giá trị của xf sẽ được xác định là cái giá trị cuối của xt. Thì cái giá trị xf này chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất của cuộn cảm, tính chất của tụ điện để mà chúng ta xác định đối với các cái dòng và áp. Và tất nhiên vào cái phương trình và dòng áp mà chúng ta cần xét. Như vậy chúng ta đã hoàn thành nội dung của chương 8. Xin chào các em.